Thế để tớ ra tớ bắt cái Pervis này về xong rồi chơi với cậu nhá. Ừ, đâu đấy, đâu đấy. Nó chạy. Cái này nó có chân nó chạy được chưa? À, đúng rồi, có chân cũng sợ, có chạy mất rồi ấy cả. Để tớ đuổi theo. Này, đứng lại đây. Đứng lại đây cho tớ bấm một cái nào Pervis ơi. Nào, đứng lại đây. Ôi giời ơi các bạn ơi, mình nhòm cái ống nhòm này nhòm ngược, nhìn cái cây này cứ tưởng là xa thế, va cả vào cái cây này này. Hôm nay tớ giá đồng á để tớ tìm các con vật đấy. Các cậu biết đây là cái gì không? Đây là ống nhòm của siêu nhân đấy, nhìn này, hình siêu nhân nhện đây này. Cái kìa, các bạn có nhìn thấy cái gì phía trước kia không? Không nhìn thấy đúng không? Bởi vì làm sao các bạn nhìn thấy được? Phải nhìn bằng ống nhòm thế này, nhìn tớ nhìn thế này này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Một con ngựa nó đang ăn cỏ kìa. Xa tít 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 kia nha, nhưng mà khi mà nhìn bằng ống nhòm là nó nhìn thấy ngay trước mắt luôn. Các bạn ơi, hôm nay đã bạn nào đi học chưa? Hôm nay tớ phải đi học buổi sáng đấy. Đi học mỗi buổi sáng thôi, buổi chiều được nghỉ á. Buổi chiều ra đây chơi này, có cái này này các bạn ơi. Tên 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 tên, ta da. Sáng này tớ được phiếu bé ngoan đấy. Mới đi học được một buổi thôi mà được phiếu bé ngoan rồi nhá. Thích chưa các bạn ơi? Thế nào muốn mẹ tớ mua cho tớ cái này này, phần thưởng đấy các bạn ơi. Đây là thạch nhá, thạch vị dứa nhá. Còn đây là cái gì các bạn có biết không? Sô cô la đấy. Đây này, có bao nhiêu sô cô la ở dưới này luôn này, nhiều chưa? Đây này, chỗ này tớ sẽ để đây để tớ ăn dần nhá. Tớ sẽ ăn cái cục vàng này trước các bạn ơi. Nhìn này, bên trong sô cô la ăn ngon lắm. Thơm thế chứ lại. Ngon quá. Để mình đi nhóm thứ khác xem nào. Ô, ai kia nhỉ? À, các bạn ơi, thì ra là bạn Trang. Trang ngồi thít đằng kia kìa. Đấy, hình như còn đang bấm cái gì ấy. Bấm xuống thật đấy. Ở trên tay bạn ấy đang bấm 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 cái gì nhỉ? Trông vui thế. Mình chạy đến mình xem thế được. Bao nhiêu lỗ rồi? Ui, bạn Trang đấy à? Ít giỡn mẹ. Đang làm gì ở đây đấy? Ui, bạn nhím từ đâu đến vậy? Tớ đang chơi Pop It đấy. Pop It đây. Đây này, Pop It cá heo đây này. Ui, thích chưa? Có cả Pop It hình con cá heo ạ. Cái này tớ xem trên TV này là cứ bấm 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 đúng không? Đúng rồi. Kiểu bấm các cái vòng tròn như này này cho nó thụt xuống như này. Đấy. Cái mày bấm nhanh thì người sẽ chiến thắng đấy. Ui, hay là tớ với cậu chơi thi không? Tớ có mỗi một cái thôi. Làm sao mà chơi thi được? Thì tớ không có, nhưng mà tớ với cậu chơi chung cái đấy xong rồi vì sao đâu tớ cho cậu chơi cái ống nhòm này của tớ này. Tớ mới được mẹ mua cho cái ống nhòm này, nhòm hay lắm. Đâu đây, tớ xem ống nhòm cậu xem nào. Đấy, ống nhòm mới mua đấy. Ống nhòm bé tí 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 này á. Ừ. Ui giời ơi, ống nhòm này có nhìn thấy cái gì đâu. Ờ, vứt đi. Ống nhòm giỡn, có nhìn thấy cái gì đâu, chả vứt đi. Cậu ơi, cái Pop It này của tớ không cho cậu mượn được đâu. Cậu bấm nhờ nhưng mà thủng Pop It của tớ ai thì chết đấy. Cái Pop It này nó chuyên để bấm này sợ thủng cậu, đúng là cái đồ ăn độc. Tự nhiên thì vứt cái ống nhòm tới, tớ đang dùng được đấy. Xem nào, đã hỏng chưa nào? Nó mà hỏng là tớ bắt đền cậu đấy. Ở đằng kia, tớ nhìn thấy nó có cái gì ấy cậu ơi. Cái gì là cái gì Nhím ơi? Cậu nhìn thấy cái gì à? Tớ nhìn thấy hình như cũng là một cái Pop It ấy. Nhưng mà sao cái Pop It này nó to, to khổng lồ luôn. Xong mà tớ còn nhìn thấy hình như là nó còn có cái mồm nữa cơ. Đi, mình chạy lại xem đi. Ui, các bạn ơi, đây đúng là một cái Pop It rồi. Trông cậu ấy nhìn ngộ nghĩnh nhỉ các bạn ơi. Một cái Pop It khổng lồ luôn cậu ạ. Mà Pop It này có hình gì các bạn có biết không? Đây hình là này, hình vuông đấy. Ừ, hình này là hình vuông này. Nhưng mà đặc biệt này các bạn ơi, các bạn nhìn này, Pop It này còn có chân này, xong có cả tay này, xong rồi có cả mồm tròn xe này. Cậu nhìn này, cái lưỡi kìa, nhìn cái lưỡi nó hay chưa? Cái Pop It này nó có chân có tay thì nó làm được gì nhỉ Nhím ơi? Ô, cái kia cậu nhìn kìa, cái chân tay của nó múa may kìa, nó nhảy nhảy đấy, hay chưa? Pop It của cậu có làm được thế không? Ôi, cái Pop It này không ăn thua rồi. Đây mới là cái Pop It đẹp này. Hay là tớ ra tớ lấy cái Pop It này về xong rồi chơi với cái Pop It của cậu. Ừ, được đấy. Thế để tớ ra tớ bắt cái Pop It này về xong rồi chơi với cậu nhá. Ừ, đâu đấy, đâu đấy. Nó chạy. Cái này nó có chân nó chạy được chưa? À, đúng rồi, có chân cũng sợ, có chạy mất rồi ấy cả. Để tớ đuổi theo. Này, đứng lại đây. Đứng lại đây cho tớ bấm một cái nào Pop It ơi. Nào, đứng lại đây. Ui, ui, ui hồi. Cuối cùng đuổi được cậu rồi nhá, Pop It nhá. Cậu Pop It này chạy nhanh quá, Nhím ơi. Đi ra đây, chơi với bọn tớ một tí nào nhìn đây. Ừ, cho tớ bấm một tí đi, Nhím ơi. Cậu này cậu biết võ kìa, Nhím ơi. Ái da, cậu này còn biết võ cả. Cẩn thận, cậu ấy đấm đấy. Được rồi, tớ với cậu thi xem thấy ai giỏi võ hơn. Nào. Ui, 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 ui.
không được rồi, không được rồi. Cậu này cậu ấy giỏi võ quá rồi. Mình phải đi kiếm cái khác thôi. Ui, tại sao lại có một cái phước bít đấy? Nó lại còn biết chạy như thế các bạn nhỉ? Lại còn có thể đánh võ được giỏi như thế. Một mình cậu tay chân yếu như thế thì không đánh lại được cái bạn phước bít gì đâu. Đúng rồi. Cái cậu đấy khỏe thật đấy. Vừa chạy nhanh xong lại còn vừa giỏi võ nữa. Bây giờ làm thế nào để chiến thắng được bạn ấy mà lấy bạn ấy về chơi nhỉ? Làm thế nào bây giờ nhỉ mà có cái gì mà bắt được bạn ấy nhỉ? Ui, cái gì đây? Đây là một cái cơn lốc xoáy Trang ơi. Ừ, sẽ có lốc xoáy ở đây nhỉ. Mà trời làm gì có mưa đâu. Ui, cái sao? Gì anh Nhím ơi? Nó vừa văng từ bên trong cái lốc xoáy ra cái... Cái này là cái gì này? Ui, đây là một cái búa đấy cậu ơi. Ừ, cái búa to khổng lồ đấy cậu ơi. Nhưng mà cầm nó nhẹ lắm mà. Ui, đánh nó đau lắm cậu ạ. Ui thế á? Ái chà, hay là ý ông trời á. Ban tặng cho mình cái búa này để thu phục cái Popit kia nhỉ. Ừ. Được rồi, để mình thử ra dùng cái búa này chiến đấu với Popit xem nào. Đây rồi, cái Popit lại vẫn là đứng ở đây này cậu ơi. Vừa nãy đừng tưởng là chiến thắng được ta nhá. Bây giờ ta trở lại rồi, nhìn thấy cái gì đây chưa? Đây là một cây búa này. Đây là một cây búa to khổng lồ đấy. Được rồi, lần này để xem nào Popit có bị hạ hụt không nhá. Ui, cậu cẩn thận đấy. Này, ui Popit ngã rồi kìa. Một phát ngã luôn cậu ơi. Ui, Popit thu nhỏ lại rồi kìa Trang ơi. Chạy lại xem đi. Đây là Trang ơi. Ui, nó thu nhỏ lại còn như thế này thôi cậu ơi. Để tớ cho thêm phát nữa. Ây. Này này, gì vừa lại đấm vào mặt tớ này. Ui, các bạn ơi, Popit này màu sắc chưa này. Đây à, là Popit hình chữ nhật. Đấy, ui, bị bắn hết rồi. Ngã xuống đất. Này, cái màu của tớ nó nhợt nhạt mà Popit này trông nó màu rực rỡ nhỉ. Trông đẹp hơn hẳn cái Popit của bạn Trang luôn nhá. Nào bây giờ, tớ có Popit rồi, cậu cũng có Popit. Bây giờ tớ với cậu ra thi đấu không? Thi. Đi. Nào bây giờ hai đứa sẽ cùng thi nhá. Nếu như mà ai thắng nhá sẽ được cái dương vàng này nhá các bạn ơi. Ấy chà, hôm nay lại có cả phần thưởng cơ à. Ấy, không được đâu, cái này tớ bố mẹ tớ mới mua tớ đấy. Phần thưởng là tớ được phía bé ngoan đấy. Ui. Đây này, bên rất nhiều là đồ ăn luôn. Ấy, đừng có sợ. Được rồi. Bây giờ các bạn là ban giám khảo nhá. Được rồi, thế thì hôm nay tớ sẽ dùng cái Popit mới này chiến thắng cái Popit con cá heo của cậu luôn. Bây giờ thi nhá. Đây, cậu phải lật hết lên như thế này này. Rồi. Đấy, xong rồi thi xem ai bấm nhanh hơn nhá. Tất cả ấn nó tụt xuống hết nhá. Thì là người đấy là sẽ là người chiến thắng nhá. Ok. Rồi các bạn xem nhá. 1, 2, 3, bấm. Ui, tớ sẽ là người chiến thắng. Tớ sẽ là người chiến thắng. Tớ mới là người chiến thắng này. Tớ mới là người chiến thắng. Cậu mới chiến thắng là tớ. Tớ mới là người chiến thắng này. Tớ sẽ là người chiến thắng. Yeah, các bạn ơi, tớ bấm hết rồi. Này các bạn ơi, bạn Trang còn bao nhiêu cái đây này? Tớ vẫn còn đầy cái lỗ này các bạn ơi, nó vẫn chưa thụt xuống đây này. Chứng tỏ đây là Popit xịn đấy. Popit biết chạy mà là chắc chắn là Popit xịn rồi. Thế thì bây giờ cái dương vàng này, úi giời ơi, thuộc về tớ. Một buổi chiều thu hoạch thú vị các bạn ơi. Vừa có cái ống nhòm, vừa bắt được cái Popit, lại vừa chiến thắng để được một cái dương toàn kẹo là kẹo của bạn Trang. Ui, thơm ngon quá. À, còn có cái này nữa cơ mà. Tự nhiên hôm nay lại được ban cho một cái búa. Mạnh ơi là mạnh luôn các bạn ơi. Cái này về mình dùng được đầy việc. Ôi, cái lốc xoáy nó lại đến rồi Trang ơi. Búa của mình Trang ơi. Ôi giời ơi, cái lốc xoáy nó lại mang đi mất rồi. Ôi giời ơi, tưởng được cái búa ngon, thế mà cái lốc xoáy nó lại mang đi mất của mình rồi. Ui, đấy là đồ của ông trời mà. Ông ấy đến, ông ấy phát cho cậu, bây giờ ông ấy lấy đi mà. Thế à? Ừ. Ôi, thế thì thôi, được cái Popit này là thích rồi, bọn mình về đi.